Chàng trai đi hẹn hò mà thái độ quá hứng hờ, khiến Quyền Linh tức lộn cái bàn. Bà mối Ngọc Lan cũng hạn hán lời luôn. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao? Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Bắt đầu đi. Anh ơi. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh. Dạ, dạ. Bụ nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bao giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Tôi, nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi. Rồi thôi hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ. Dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Hồi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau không? Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau làm sao? Có thể là xét về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. À, công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày 2-3 tiếng à. À, vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. À, thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ quay vòng vốn thôi chứ anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bán rớt thì doanh tiền ít thôi. À, thời gian rảnh thì anh thường làm cái gì? Đọc sách, tập thể dục. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng biết thôi em, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao đâu. Bởi vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À, thích nhau là yêu thôi hả? Rồi, dạ. À, tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em, em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà vậy không? Ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là tâm nguyện quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được?
em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đó, hoặc là em thương người ta, ta thương lại thì em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương em, thương người ta chứ, nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Bạn không biết. Kiếm bạn vợ. Muốn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời cho. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói dĩ nhiên là không có yêu đẹp được liền trong cái lúc này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Hơi khó hiểu. Thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha.